Yo, hello anh, chào mừng các trở lại với Talk Mobile Games. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với video dành cho Idol Fernando Torres phiên bản Liverpool. Là một trong những cái thời gian đỉnh cao của Torres. Và đây thực sự là một cái phiên bản mà có lẽ Konami đang làm cho Torres nó là khá chính xác với những gì mà Torres đã từng thể hiện ở Liverpool. Thực tế thì bản này anh em cũng chắc chắn là sẽ phải so sánh ngay với cái phiên bản Torres của Tây Ban Nha. Nhất là mình so về cái lối chơi đi, thì mình thấy cái phiên bản lần này của Torres nó sẽ là một cái thiên hướng chơi, nó thiên hướng phản công nó khá là rõ ràng. Thêm một cái nữa đó chính là nếu như bóng đến chân của Torres thì bản lần này, mặc dù là cái cảm giác dê bóng của phiên bản lần này nhá, có thể nó sẽ không nhanh bằng cái phiên bản Tây Ban Nha, thế nhưng mà chúng ta lại có được một cái sự ổn định hơn ở cái phiên bản lần này về cái khả năng dê bóng của Fernando Torres. Cái ổn định hơn đó là gì? Chúng ta dê bóng thì chúng ta cũng có cái balance lần này nó rất là cao rồi, và anh em sẽ có được một cái thế nó cân bằng hơn cùng với Torres, kể cả là vào giữ điểm hay là kể cả khi chúng ta đang cầm bóng trong chân cùng với Torres, đây cũng sẽ là một cái điểm cộng trong cái bản lần này. Tuy nhiên thì sẽ có những bình luận trái chiều, đó chính là cái tốc độ của bản lần này nó không cao bằng cái bản của Tây Ban Nha, thì mình nghĩ cái đấy nó cũng khá là chính xác. Khi mà sang tuyển Tây Ban Nha thì có được một cái khối tuyển vệ nó là khá là hay, những pha ba bật các thứ thì Torres có thể là chạy chỗ các thứ nó sẽ nhanh chóng hơn. Ui, chưa được. Còn ở Torres ở phiên bản Liverpool thì có lẽ là một vài tình huống là tự làm tự ăn nó khá là rõ ràng, thành ra là sẽ thấy là Torres cầm bóng nhiều hơn. Mình nghĩ đó cũng là một cái lý do tại sao phiên bản lần này balance nó cao như vậy. Chúng ta có một Torres mà có thể chơi độc lập nó tốt hơn một chút xíu. Bản lần này thì một cái đặc biệt nữa đó chính là chúng ta có One Touch Pass thay cho Max Sutton. Cái này mình nghĩ là cái điểm cộng rất là lớn. Thực tế thì mình không có cần Max Sutton vào Torres lắm đâu, khi mà Torres đã có cả Scott Move, Torres lại còn có cả Double Toot, thì Max Sutton vào thì nó hơi thừa. Pha xử lý hay của Xavi chưa được. Và thêm một điều mà chúng ta cũng phải nói luôn, đó chính là vị trí nào mà Torres đá ổn nhất, có lẽ sẽ là những cái chiến thuật mà một tiền đạo của một Torres anh em nhé. Trận đấu đầu tiên mình sẽ test Torres đá hai tiền đạo để xem như thế nào. Tuy nhiên thì hai tiền đạo vẫn là một hulit mà chơi hơi lùi sâu để làm bóng. Còn Torres sẽ là người mà chịu trách nhiệm là mũi nhọn hàng công, để chúng ta sẽ thấy được cái lối di chuyển của Torres nó như thế nào. Còn cá nhân mình thấy thì mình cực kỳ thích Torres khi đá một tiền đạo với cái style goal poacher. Cái khả năng thoát xuống của Torres là rất hay. Nó sẽ khiến cho cái lối chơi chọc khe của mình nó sẽ dễ dàng hơn khá là nhiều. Trận đấu thứ hai thì anh em sẽ thấy rõ hơn cái điều này. Tuy nhiên trận đấu thứ nhất thì chúng ta cũng sẽ thấy là một Torres chịu khó pressing hơn, phối hợp cùng với đồng đội nhiều hơn. Và bản lần này thì thực sự là với One Touch Pass nó hỗ trợ nó khá là rõ ràng. Ok, dông dài hơi nhiều, bây giờ chúng ta sẽ tập trung một chút vào Torres. Và thao xuống của Fernando Torres, một lúc là ba người quay vào Torres. Anh em cũng thấy được rằng là kể cả có siêu tiền đạo dê bóng cực hay thì chắc là đối với ba hậu vệ như thế này thì hơi khó. Một phát là ba hậu vệ lao vào luôn, rất khó để Torres có thể xử lý gọn gàng trong cái tình huống vừa rồi. Further chưa được. Mình thấy được bản lần này là một cái sự cân bằng hơn so với cái phiên bản của Tây Ban Nha. Để mà nói là cân bằng hơn thì cái lối chơi của chúng ta là rõ ràng hơn cùng với Fernando Torres. Còn với phiên bản Tây Ban Nha thì có lẽ là sẽ chỉ chuyên là chạy chỗ rồi bứt tốc rồi rút thôi. Đấy, thì nói chung là với một tiền đạo thì thế là đủ rồi. Và Torres bản lần này thì có thể làm được khá nhiều thứ. Đây là một cái tình huống như vậy. Torres hợp lý. Torres, trời ơi. Chỉ số bình đăng thì dứt điểm nó là giống với phiên bản Tây Ban Nha, nhưng vừa rồi một pha dứt điểm có lẽ là do kéo hơi lệch sang bên trái một chút. Với cái nút điều hướng thì do chúng ta cũng không có một pha ghi bàn. Nhưng mà đó là một pha cắt bóng và cướp bóng rất nhanh của Torres. Tim bạn trần chờ, tim bạn dê dắt, tim bạn kỹ thuật. Và Torres sẽ trừng phạt ngay nếu có cơ hội. Xử lý nó là rất hay rồi này. Nhìn chung thì với hai tiền đạo thì khả năng kết nối của Torres mình nghĩ là bài lần này nó là tạm được thôi. Nó không hẳn là quá tốt, nó chỉ là tạm được thôi. Còn với combo nào thì có lẽ combo deep lying, combo classic đá tiền đạo, hoặc là những cái combo mà SS cùng với CF thì có lẽ sẽ hợp lý cùng với Fernando Torres mà lần này. Kết nhất vẫn là một tiền đạo thôi anh em ơi. Nhìn đây là Snyder, hợp lý trong cái Xavi, Torres xử lý kỹ thuật, Fernando Torres đây rồi.
rất tuyệt vời, Fernando Torres ăn mừng ngay. Cái pha ăn mừng nó rất là iconic moment. Hợp lý quá nhỉ. Một pha xử lý gọn ghẽ từ Torres, một pha đảo hướng thật là nhanh. Và chúng ta phải dứt điểm, nó là vào cữ chân của Torres rồi. Thêm một cái để chúng ta phải nói, đó chính là cái skill dứt điểm của Torres trên phiên bản lần này. Ngoài first time shot nó rất cần thiết, acrobatic finishing của với Torres thì chúng ta cũng chỉ có từng đấy thôi, nó không có nhiều. Và outside curler thì chắc chắn phải có. Ư, đây là một pha tìm bạn hài đấy, hài. Đang mải nói về Torres, Neymar đã ghi bàn rồi, và lại hài đấy. Thì ngoài cái outside curler, first time shot và acrobatic thì chúng ta không có thêm skill shoot nào cả. Mình nghĩ là cũng khá giống với cái phiên bản Torres của Tây Ban Nha thôi. Cái này thì thực ra là cũng hơi tiếc nhỉ, nếu có long range shooting nữa thì cũng khá là hay đấy. Chúng ta cũng sẽ chơi được nó đa năng hơn một chút xíu với Torres, có thể là những pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Lực sút thì cũng tạm tạm, không phải là cao. Nói chung thì sẽ có cái chỉ số nó hơi tạm tạm của Torres là tốc độ và lực sút. Còn dứt điểm thì có lẽ là cũng thuộc dạng bén ở trong vòng cấm. Không đến nỗi là quá là không bén lắm đâu. Chỉ có điều là kiểu cái lối chơi của Torres thì nó hơi bị như thế nào nhỉ? Để mà nói là như kiểu Lê Hoan thì mình nghĩ không giống cho lắm. Mà nó sẽ giống với cái phiên bản nói chung là có cái độ dướn tốt này, có cái sức dướn tốt này, có khả năng đánh đầu ổn ổn này, có thể là băng cắt cũng được này, thì nó sẽ hơi giống với Van Nistelrooy một chút xíu. Ừ, mình nghĩ là sẽ hơi na ná với Van Nistelrooy. Anh em nào chưa có Van Nistelrooy thì có thể tận dụng thử Fernando Torres. Đương nhiên là Torres thì chạy chỗ là tích cực hơn với những pha chọc khe, pha là phá bể vị. Còn Van Nistelrooy thì sẽ là sát thủ trong vòng cấm thì nhiều hơn. Nhưng mà mình nghĩ cái lối đá nó sẽ hơi là na ná nhau. Thì đó cũng sẽ là một cái để anh em có thể hình dung về Fernando Torres. Còn cái phiên bản Tây Ban Nha mà em có rồi thì mình nghĩ là cũng không cần thiết phải quay cái bản này đâu. Cái bản này thực ra là dành cho anh em fan Liverpool, rất đẹp trai, ngầu, tóc vàng, mái tóc suôn mượt, cái dáng chạy rất Torres, những cái sức dướn nó rất Torres thì bản này rất là hay rồi. Thực ra Torres thì trước giờ vẫn là có track back, cho nên là cái lối đá của chúng ta có thể là một cái lối đá mà possession, thiên hướng possession cũng ok, mà long ball counter hoặc là quick counter cũng sẽ là một cái phương án mà thực tế là hợp lý với Torres. River hồi xưa mình nghĩ là mình cũng đã từng chia sẻ với anh em rồi, một cái lối đá mà phản công để bóng lên cho Torres khá là nhiều. Torres ơi, ta đánh đầu thì mình cũng không thấy Torres tín cho lắm, cho nên là có lẽ là anh em nào chơi Takarada thì anh em có thể suy nghĩ lại với Torres. Còn để mà nói những cái pha phối hợp, những pha ban bật, những cái pha mà Torres băng cắt bứt tốc dùng cái sức dướn của mình thì vượt qua thì nó khá là hay. Cướp bóng luôn từ Hulit, hay rồi, phản công. Đây, Robertson, Nelson, Kuseski, Fernando Torres, rất hợp lý này, xử lý này. Ok, rất dẻo, ok, dứt điểm, ok, dứt điểm. Một cái tình huống mà có lẽ là chúng ta cũng cho thấy được cái balance nó là khá ổn định của Torres trong cái tình huống vừa rồi. Dê khá dẻo. Thực tế là có balance cao thì dê nó cũng dẻo hơn một tí đấy, thăng bằng các thứ, xoay lắc thì nó cũng dễ dàng hơn một chút. Để anh em cũng thấy được là chúng ta có được cái sức dướn này, chúng ta có được cái thăng bằng này, và chúng ta có một pha ghi bàn nó là khá ảo của Torres. Thì bạn sẽ có cơ hội phản công ngay bây giờ, Hà Lan cũng đang tung vào sân, rất là nguy hiểm đấy. Đừng cho Hà Lan bóng nó được nhá. Bukayo Saka hơi tham bóng và đây là Neymar, đường chuyền vào cho Hà Lan. Thôi xong rồi, hơi đen một chút. Thực sự là hơi đen một chút khi mà Saka có lẽ là đã hơi yếu rồi. Saka muốn vượt qua Neymar nhưng mà Neymar đã tỉnh táo hơn trong pha cướp bóng và Hà Lan là người ghi bàn. Lại về thế quân bình. Tình huống khá là hay đấy. Neymar cướp bóng rất nhanh, đường chuyền vẩy má khá nhanh. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ có cái sự hy vọng vào Torres sẽ là người kết thúc cái trận đấu này. Kulusevski để sang cho Messi. Chúng ta sẽ phải đẩy xuống biên thôi. Chơi biên. Chọc khe. Phớt ơi. Torres đã vào trong rồi. Đánh đầu đi Torres ơi. Đấy, anh em thấy không? Và thực sự tiếc cho Torres thì đó cũng là những cái highlight cuối cùng dành cho cái trận đấu này. Chúng ta sẽ đến ngay vào trận thứ hai, khi mà chúng ta chơi Torres ở vị trí một tiền đạo đá cắm duy nhất, để xem Torres thể hiện như thế nào nhá. Let's go. Và chiến thuật của chúng ta nó sẽ như thế này. Đây, Snyder sang cánh này, Torres cắm này, phía dưới sẽ là Hulit này, Sabi và Xavi. Let's go.
thì bạn 5 hộp vệ. Ok, chơi được. Chiến anh em. Đây rồi. Lên nào. Ok. Pha ra bóng đầu tiên. Torres di chuyển lên là rất nhanh. Anh em nào chơi kick off ngay từ đầu thì có lẽ là Torres cũng khá hợp lý đấy. Và phất bóng lên ngay lập tức dành cho Torres thoát xuống. Khá là nhanh đấy. Bị về bắt. Thoát pressing. Đây rồi. Phớt hở. Bukayo. Rất bình tĩnh. Chabi Alonso. Sabi. Một pha đẩy xuống khá hay của Sabi dành cho Bukayo Saka. Giật lên này. Rồi vẫn là bóng của chúng ta. Bukayo rất khéo. Không được. Tìm lại cũng là Torres này. Rất tiếc chúng ta lại có pha cắt bóng tốt của Rijkaard. Xử lý. Quay. Rồi may quá. Ok. Ui tìm bạn đông quá. Đây rồi. Di chuyển hợp lý. Snyder, Bukayo Saka, Fernando Torres. Đây rồi. Và cái cự chân này thì Torres xử lý rất là mượt anh em ạ. Anh em thấy được rồi đấy. Balance nó ngon chưa? Cái balance nó khá ngon khi nhận bóng ấy. Nếu mà chúng ta gạt được nhanh ấy, thì cái balance của Torres nó sẽ chiếm cái lợi thế. Torres sẽ gạt bóng nó nhanh hơn và chúng ta sẽ có một cơ hội nó rõ ràng hơn. Nếu mà để anh em nào mà chưa thuần được Eto mà cho anh em đá Torres thì mình nghĩ là Torres sẽ hợp hơn cùng với anh em đấy. Fernando Torres phá bứt tốc của Torres vượt qua được Van Dijk, còn Bastoni dứt điểm đi nhưng không vượt qua được José Sa. Vượt tốc nó là rất nhanh rồi mà không hiểu sao lại không vào anh em ạ. Đèn thực sự dành cho Torres. Mình cố gắng để có một pha outside curler nhưng mà có lẽ là José Sa đã nhanh hơn khá nhiều. Xử lý thôi, Snyder. Rất hay. Nhưng mà đông quá không làm gì được. Quay vào là rất nhanh. Nhìn chung thì là với những cái tình huống mà Torres đón nhận, chờ những cái đường truyền lên như thế này thì khá hợp với cái lối chơi của Torres. Giữ sức, chờ đến lúc cần bung sức là bung sức. Và chúng ta sẽ thấy Torres di chuyển lên là rất nhanh. Xuống cánh kia đi, ok. Hợp lý. Bukayo. Sabi Alonso đã di chuyển. Chọc khe rồi. Sabi có đường truyền vào cho Torres được không? Hơi khó này. Thực sự là khó rồi. Sabi không có tốc độ quá cao. Đấu tay đôi với hậu vệ như vậy thì có lẽ là lợi thế không dành cho chúng ta rồi. Foden. Rất hay. Hợp lý. Steven Gerrard phiên bản box to box. Big time cũng không vượt qua Rijkaard. Nói chung là mình cũng chưa quay được ra Gerrard và khả năng cao là sẽ không quay được đâu. Nên là có lẽ sẽ chỉ làm tiếp video về Sabi Alonso thôi. Rất tiếc nhưng mà điều đấy là cái điều đấy là cái điều mà chúng ta không thể làm gì hơn được. Nói chung là cần nhất thì là Torres và Sabi Alonso thì ra rồi nên là mình cũng vui, rất là vui. Không buồn tí nào. Ok. Torres hay, thì bảo Torres cũng rất hay. Những pha xử lý truyền một chạm của Torres thực sự đang là một cái điểm nhấn với cái phiên bản Epic lần này. Đường trong khe của Snyder dành cho Fernando Torres. Anh bứt tốc lên rất là nhanh vượt qua Van Dijk hay không? Một chút cái lợi thế hơn rồi. Nhưng không vượt qua được hậu vệ cuối cùng. Pha lao vào là mất đi cái độ dướn của anh. Rất tiếc. Thực sự tiếc cho Torres. Ok, vào hiệp 2 thì bạn nhìn thấy hình như là đổi chiến thuật rồi. Có lẽ một chiến thuật 4 hậu vệ. Và có 3 vị trí tiền đạo lên phía trên như thế này. Thì chúng ta sẽ là kéo team bạn lên nha. Mình sẽ cho team bạn pressing. Mình sẽ để xuống dưới này đấy, thoáng rồi, lên thôi anh em, lên. Đây rồi, Snyder đang cực kỳ thoáng cùng với Hulit ở phía trên. Nhà ngược, đây, nhà lên trên, đây, Torres ơi, xử lý double tút, truyền cho Bukayo Saka, đá nhẹ thế, đá nhẹ vãi trưởng. Biết thế stunning thêm một tí, đá nhẹ quá. Rồi, Snyder tạt đi. Snyder đá phạt góc đi, Torres đang ở rất gần này. Nhận được không? Ui, lao vào nhanh đấy. Đường truyền vào của Snyder cực kỳ cong nhưng không được. Rất cong, cong như ai chắc anh em biết rồi đấy. Quá cong luôn. Rất tiếc là không có cái đầu nào ngon hơn. Rồi bóng lên phía trên, có lợi thế không? Torres đang không có lợi thế ở trong những pha tranh chấp trên không như thế này. Cướp bóng tốt. Hulit, hay. Rồi Torres đã lại chạy chỗ rồi anh em, mình sẽ phát một đường bóng lên dành cho Fernando Torres. Được đấy. Chỉ một chút xíu thôi. Vẫn là Bukayo Saka. Hất thêm một đường nữa thì Torres thoát xuống nhanh rồi. Xử lý bình tĩnh. Outside curler. Đây rồi. Anh em cứ bình tĩnh xử lý cùng với Torres thôi. Và xử lý nó là mượt. Bình tĩnh, nhẹ nhàng, tình cảm. Không có gì phải vội.
Hợp lý đấy. Và khả năng cao là team bạn chắc cũng thoát rồi anh em ạ. Thôi thì chúng ta sẽ tổng kết cùng với Fernando Torres ở đây. Một phiên bản mà rất đẹp, rất là ngầu dành cho Torres. Một cái face in game nó cực kỳ là đẹp trai cùng Torres luôn. Làm nói chung là cũng khá là giống với cái thời gian mà Torres đá cho Liverpool. Ngoài ra thì cái lối chơi thì mình nghĩ là Torres khá hợp với một tiền đạo với cái sức dướn này, balance được nâng cấp này. Tốc độ thì nói chung là giảm một chút xíu nhưng mà cái đấy nó không ảnh hưởng quá nhiều. Tùy lối chơi của anh em thì Torres vẫn có thể tận dụng được. Và nhất là cái finishing hay là cái nhận thức ấy, anh em nâng theo cái kiểu mình nâng như thế này thì chúng ta cũng sẽ có là ngang bằng với phiên bản Epic lần trước thôi. Dứt điểm nói chung là cũng ok. Chỉ có điều là hơi tiếc về cái form thôi. Đấy, cái form với cái chân không thuận. Thì anh em thôi cứ outside curve nhá, nếu mà gặp khó. Rồi, và anh em thích cái video lần này và đừng quên like, subscribe. Nếu tiếp tục tham game, xin chào và gặp lại. Peace.